chuyện gì xảy ra nếu chúng ta mua một sản phẩm và trong quá trình sử dụng cái sản phẩm đó thì nó bị lỗi, có thể là vài ngày sau khi chúng ta mua, có thể là vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, miễn là nó còn trong cái thời gian bảo hành. Việc chúng ta cần phải làm là chúng ta phải viết một bức thư hoặc là gọi điện đến cái chỗ mà chúng ta mua bên cung cấp sản phẩm đấy để chúng ta phản hồi về cái lỗi này và yêu cầu họ có hướng giải quyết. Thời buổi nay thì cái việc gọi điện trở nên rất là khó khăn ở nước Đức bởi vì họ cắt giảm nhân sự ở khắp nơi, và khi mà bạn gọi điện đến một cái trung tâm bảo hành hoặc một cái cơ sở nào đó, thường là chúng ta phải nghe nhạc. Mình có lúc gọi điện có khi mất đến 10-13 phút mới được người ta tiếp nhận. Vậy thì cái việc viết thư điện tử nó đã trở nên rất là phổ biến. Thì chúng ta phải biết cách viết một bức thư như thế nào nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết thư để phản hồi về một cái lỗi của sản phẩm và yêu cầu họ có hướng giải quyết đối với mình. Cụ thể là hôm nay chúng ta sẽ viết về việc là cái máy tính, chúng mình mới mua một cái máy tính, một cái computer, và trong quá trình sử dụng thì nó bị hỏng nhé. Cũng như những bức thư khác thì đầu tiên các bạn khi nhận được một cái chủ đề trong cái kỳ thi của mình, các bạn phải nghĩ ngay đến cái từ vựng sẽ liên quan đến nó. Thực ra thì chúng ta không nên áp lực bởi vì vẫn như bài trước ấy, chúng ta có thể viết ngắn gọn và những câu đơn giản, cố gắng sử dụng những câu đơn giản. Trong bài viết này thì mình lại sử dụng một vài câu có phức tạp hơn một chút. Thì cũng để các bạn hình dung, và nếu như mà chúng ta viết được những cái câu như thế này thì có thể là chúng ta cũng sẽ được đánh giá cao hơn. Nhưng mà đối với mình, tiêu chí của mình vẫn là sự chắc chắn, bởi vì B1 thì nó cũng chưa yêu cầu cái lượng từ vựng và cái cách sử dụng câu có thể luyến láy hoặc là có thể thể hiện được cái mình, cái vốn từ của mình. Cho nên là các bạn cứ sử dụng những cái mẫu câu đơn giản nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Phản hồi một sản phẩm có lỗi ấy, mình cũng đã cố gắng để dịch ra tiếng Việt nhưng mà hình như là cái vốn từ tiếng Việt của mình bây giờ nó cũng hơi bị mai một đi, cho nên là reclamation, đi reclamation có nghĩa là mình phàn nàn về một cái sản phẩm nó có bị lỗi ấy. Bạn nào mà có cái lời dịch hay hơn, tốt hơn thì để lại dưới phần comment cho mình nhé. Bắt đầu một bức thư thì chúng ta luôn luôn có câu. Cái này nó như là học thuộc lòng ấy. Các bạn, câu đầu tiên và câu cuối cùng là các bạn luôn luôn phải biết nhé. Sehr geehrte Damen und Herren. Các bạn nhớ là các bạn viết câu này đúng chính tả cho mình nhé. Geehrte. Quý ông, quý bà thân mến, thì các bạn không nên viết sai cái từ geehrte các bạn nhé. Sehr geehrte Damen und Herren. Sau đây các bạn sẽ trình bày cái sự việc của mình. Và trong cái quá trình trình bày đấy, khi mà xong xuôi hết rồi, câu cuối cùng bao giờ cũng là vielen Dank, nghĩa là gửi lời cảm ơn. Và cái câu mà không bao giờ có thể thiếu đấy là gửi lời chào thân ái ở trong tiếng Đức là mit freundlichen Grüßen, có thể viết tắt là MFG, mit freundlichen Grüßen, nhưng mà thường là chúng ta không nên viết tắt nhé. Chúng ta bắt đầu câu đầu tiên. Sehr geehrte Damen und Herren. Quý ông, quý bà thân mến. Vor eine Woche war ich bei Ihnen in der Minestrasse und habe einen Computer gekauft. Vor eine Woche. Đây các bạn lại có dưới từ cách 3 nhé. Vor, cách đây một tuần. Thì eine Woche, thì các bạn phải để cái đuôi đấy là theo cách 3 là er nhé. Vor einer Woche war ich bei Ihnen in der Minestrasse und, các bạn dùng und để nối một câu, không dùng câu phụ thì là các bạn sẽ không sợ bị sai động từ. Und là bắt đầu bằng một mệnh đề, một câu chính, và động từ của nó vẫn chia bình thường, đứng ở vị trí bình thường. Habe einen Computer gekauft. Cách đây một tuần thì tôi đã đến chỗ ngài và tôi đã mua một cái máy tính ở cái đường Minestrasse. Câu tiếp theo. Heute ist der Computer leider kaputt gegangen. Heute ist der Computer leider kaputt gegangen. Hôm nay thì cái máy tính của tôi không may là nó bị hỏng. Ở đây có cấu trúc câu là thời hoàn thành các bạn nhé, với động từ gehen. Một món đồ gì đấy hỏng thì chúng ta sẽ có cấu trúc câu là etwas geht kaputt. Ở đây các bạn nhìn thấy là ist kaputt gegangen, có nghĩa là câu này mình sử dụng ở thời hoàn thành.
Có nghĩa là sự việc này nó đã mới xảy ra hôm nay, cách đây vài giờ, và nó vẫn còn đang tiếp tục. Nó vẫn đang hỏng mà. Đấy, các bạn thấy quá trình không? Sự khác biệt của quá khứ đơn. Quá khứ đơn là chỉ cái sự việc đã hoàn thành hoàn toàn ở trong quá khứ. Và quá khứ hoàn thành là sự việc đấy xảy ra và bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại và thậm chí ở tương lai nữa. Chúng ta sẽ có cấu trúc câu như vậy. Máy tính của tôi hôm nay bị hỏng. Ich konnte den nicht starten. Hỏng như thế nào thì các bạn phải nêu rõ, chứ các bạn không thể nói chung chung là hỏng được. Khi các bạn nói là máy tính của tôi hỏng thì tự dưng là cái phía nghe được, người ta sẽ tự dưng ở trong đầu người ta sẽ phải có cái hiện những cái ý là hỏng hóc như thế nào. Bởi vậy chúng ta phải trình bày rõ hơn nó hỏng ở đâu. Ich konnte den nicht starten. Vấn đề của nó là mình không thể khởi động được cái máy này. Ich konnte den nicht starten. Chấm câu mới. Der Bildschirm blieb schwarz. Cái màn hình nó đen xì. Der Bildschirm blieb schwarz. Ở đây động từ mình dùng thời quá khứ. Cái màn hình, cái thời điểm đó nó đen xì luôn, cái thời điểm mà mình không thể khởi động được cái máy đấy. Einmal ging an, aber danach fuhr wieder von allein runter. Einmal ging an. Có một lần thì nó lại khởi động được, nhưng mà sau đó thì nó lại tự động nó bị tắt đi. Đấy là vấn đề của cái máy tính mà mình cần trình bày. Ich möchte Ihnen schreiben, zu fragen, was ich als nächstes tun sollte. Ich möchte Ihnen schreiben, zu fragen, was ich als nächstes tun sollte. Tôi muốn viết cho ngài để hỏi là chúng ta cần phải xử lý nó như thế nào, việc tôi phải làm là gì. Chúng ta dùng một mẫu câu, đấy là động từ khuyết thiếu, möchten, và cộng với động từ infinitive không chia để ở cuối câu. Các bạn có nhớ ngữ pháp này không? Ich möchte. Chủ ngữ là ich, vì vậy động từ khuyết thiếu möchten sẽ chia là möchte. Và chúng ta viết tiếp Ihnen schreiben. Viết cho ai đó thì phải là cách 3. Ich möchte Ihnen. Tôi muốn viết cho ngài. Schreiben zu fragen. Để mà hỏi. Was ich als nächstes tun sollte. Was ich als nächstes tun sollte. Tôi muốn viết cho ngài để hỏi là cái bữa tôi sẽ phải làm gì. Tôi nên làm gì. Sollte ich mit dem Computer zu Ihnen gehen? Sollte ich mit dem Computer zu Ihnen gehen? Các bạn tự hỏi là liệu tôi có nên tự mang cái máy tính này đến cái quầy của ngài không? Oder Sie haben jemanden im Servicebereich, der zu mir nach Hause kommen kann, den PC anzugucken. Tôi có nên tự mang máy đến quầy không? Hay là ngài có ai đó ở trong cái bộ phận khách hàng mà người đó có thể tới nhà của tôi để xem xét cái vấn đề này? Đây là một cái câu hơi phức tạp các bạn ạ. Sollte ich mit dem Computer zu Ihnen gehen? Câu này vẫn bình thường nhé. Oder Sie haben jemanden. Haben động từ là đi với cách 4, bởi vậy sẽ là jemanden. Im Servicebereich. Der Servicebereich có nghĩa là bộ phận khách hàng. Der zu mir nach Hause kommen kann. Zu mir nach Hause có nghĩa là đến nhà của tôi. Den PC anzugucken. Cái người đấy đến nhà của tôi và cái người đấy cũng là cái người mà xem cái máy tính của tôi. Chủ ngữ giống nhau cho nên chúng ta sẽ lược chủ ngữ đi và chúng ta chỉ dùng tân ngữ đến PC anzugucken và động từ nhóm là su anzugucken. Auf Ihre Antwort würde ich mich richtig freuen. Tôi rất là vui nếu mà nhận được câu trả lời của các ngài. Mit freundlichen Grüßen. Mình nói với các bạn như ở trên đấy, là cái câu cuối cùng bao giờ cũng là mit freundlichen Grüßen, gửi lời chào thân ái. Berlin am 25.05.24. Các bạn ghi ngày tháng các bạn nhé. Và tên của mình ở dưới cùng. Như vậy là chúng ta vừa viết xong một bức thư để phàn nàn về sản phẩm có lỗi. Và chúng ta hỏi người ta là chúng ta nên giải quyết cái vấn đề như thế nào. Bây giờ các bạn để ý là những cái động từ mà mình mặc kia gần màu xanh nhé. Những cái gì mà xảy ra ở quá khứ thì nó sẽ là quá khứ đơn. Nó xong rồi ở thời quá khứ.
cách đây một tuần mình mua cái máy tính thì cái sự việc mình mua đấy nó đã chấm dứt ở quá khứ rồi, cách đây một tuần. Vì vậy động từ của nó phải là thời quá khứ đơn và động từ sai. Và bây giờ là chúng ta sử dụng quá khứ đơn sẽ là war. Ich habe einen Computer gekauft. Đây là thời hoàn thành. Các bạn mới mua cái máy tính này xong thì có thể nói như thế. Heute ist der Computer leider kaputt gegangen. Ist gegangen cũng là quá khứ với động từ sein. Bây giờ các bạn kể lể cái sự việc này nó hỏng như thế nào. Trong cái thời điểm nó hỏng ấy thì đã xong rồi. Ich konnte, cái thời điểm mà các bạn phát hiện ra cái lỗi thì các bạn không thể khởi động được cái máy tính. Vậy cái hành động này nó đã chấm dứt ở trong quá khứ. Bởi vậy các bạn dùng quá khứ đơn. Ich konnte den nicht starten. Der Bildschirm blieb schwarz. Cũng là kể về một cái thời điểm quá khứ và nó đã xong rồi. Dứt điểm với cái hành động đấy trong cái thời điểm đấy. Nó đã xong rồi. Bởi vậy các bạn cũng sử dụng quá khứ đơn. Các bạn tả về cái lỗi của cái thời điểm đấy. Một lần thì cái máy tính này nó cũng khởi động được. Nhưng sau đấy thì nó cắt tắt lịm. Ich möchte là động từ khuyết thiếu mình cũng vừa nói rồi. Sollten cũng là động từ khuyết thiếu. Bởi vậy thì động từ chính của các bạn luôn luôn mang về cuối câu và để ở nguyên thể các bạn nhé, infinitive. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lượt cái bức thư này nhé. Reklamation. Sehr geehrte Damen und Herren. Vor einer Woche war ich bei Ihnen in der Minestraße und habe einen Computer gekauft. Heute ist der Computer leider kaputt gegangen. Ich konnte den nicht starten. Der Bildschirm blieb schwarz. Einmal ging er an, aber danach fuhr er wieder von alleine runter. Ich möchte ihn schreiben, um zu fragen, was ich als nächstes tun sollte. Sollte ich mit dem Computer zu Ihnen gehen oder Sie haben jemanden im Servicebereich, der zu mir nach Hause kommen kann, den PC anzugucken? Auf Ihre Antwort würde ich mich richtig freuen.